Thưa quý vị, tỷ lệ công viên cây xanh trên đầu người tại thành phố chưa tới 10%, trong khi nhiều công viên lại đang dành một phần lớn diện tích để cho thuê làm khu giải trí, nhà hàng, tụ điểm ca nhạc. Nội dung này cũng đã làm nóng phiên thảo luận hội trường trong kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 diễn ra vừa qua, khi nhiều đại biểu đã phản ánh những bức xúc của cử tri về tình trạng các công viên trên địa bàn thành phố bị xẻ thịt, hoạt động không đúng chức năng. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 vừa qua thì các hoạt động chợ phiên cuối tuần đã không còn được phép diễn ra tại công viên 23 tháng 9 thuộc địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một nỗ lực rất lớn của Sở Giao thông Vận tải trong việc trả lại diện tích mặt bằng của các công viên thuộc khu vực trung tâm đúng với công năng của nó thay vì khai thác thương mại. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bởi vì bên cạnh hình thức chợ phiên cuối tuần thì vẫn còn những hình thức khai thác thương mại khác đang hiện hữu tại các công viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khu B công viên 23 tháng 9 rộng hơn 50.700 m², 40% diện tích đó đang được dùng cho những công trình khai thác. Hoạt động kinh doanh giữ xe tại đây có thể tạm coi là hợp lý, nhưng những hình thức kinh doanh ăn uống dịch vụ khác xuất hiện dày đặc thì lại không. Khi chúng ta muốn dừng, chấm dứt các cái hoạt động này thì cũng phải căn cứ trên cái hợp đồng. Một số các cái hạng mục trong cái công viên 23 tháng 9 phải đến 30 tháng 4 năm 2019 thì mới hết hạn hợp đồng, thì lúc đó là các cái hoạt động sẽ được chấm dứt tại cái thời điểm đó, các cơ quan không được gia hạn hợp đồng. Khó khăn đang nằm ở chỗ có những công viên đang chịu sự quản lý và khai thác bởi nhiều đơn vị khác nhau, như công viên 23 tháng 9 hiện đang được quản lý bởi Ủy ban Nhân dân quận 1, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Giao thông Vận tải, và đất công viên được giao lại cho nhiều đơn vị khai thác. Đó là chưa kể, nhiều công viên ở khu vực trung tâm chưa có quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch chi tiết, khiến thực trạng mảng xanh bị chiếm dụng vẫn còn tồn tại. Chúng ta đạt cái mục tiêu là từ 7 đến 13 m² cây xanh một đầu người, nhưng thực trạng hiện nay thì con số đó thấp hơn. Khi chúng ta lập một quy hoạch đó, cái đề bài hết sức quan trọng, mà phải tính cái yếu tố về mặt kinh tế, đầu tư, nhưng vẫn phải tính được cái mục tiêu, đạt được mục tiêu về mặt xã hội, đó là cái không gian mà xanh để phục vụ cho người dân và cái nhu cầu giải trí đa dạng. Đồng thời là đối với khu vực ngoại thành và ngay cả thậm chí những khu vực công viên nội thành đó, thì vẫn phải đảm bảo cái chức năng của một công viên là cái nơi thu thoát nước, là cái nơi mà không gian mở tạo nên cái oxy và có những cái chức năng điều tiết ứng phó biến đổi khí hậu. Thành phố hiện có 542,96 ha đất công viên cây xanh, trong đó Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý khoảng 13 công viên, còn 317 công viên còn lại do các quận huyện quản lý. Trong tháng 7 này, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ kiểm tra thực địa và rà soát, đánh giá lại quy hoạch các công viên. Sở cũng đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề án chỉnh trang các công viên. Thời gian tới sẽ lấy lại hiện trạng cho công viên 23 tháng 9, công viên Phú Lâm.